Để nông nghiệp phát triển tương xứng với các lĩnh vực khác, tỉnh Bình Dương chú trọng phát triển nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao. Đến nay, nông nghiệp của tỉnh đã có bước phát triển vượt bậc, dần định hình và phát triển theo hướng hiện đại, bền vững. Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao An Thái ở xã An Thái, huyện Phú Giáo do Công ty Cổ phần Nông nghiệp G&I đầu tư. Đây là điểm sáng về ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp của Bình Dương. Trên diện tích 411 hectare, đơn vị đã triển khai thực hiện 100% diện tích, đầu tư các khu dịch vụ nghiên cứu và phát triển tổng hợp, khu trồng trọt thực hiện nhiều mô hình hiệu quả với nhiều loại nông sản tham gia xuất khẩu. Nổi bật có mô hình trồng dưa lưới trong nhà kính trên diện tích 20 hectare, trồng chuối già hương công nghệ cao trên diện tích 250 hectare cùng một số loại cây có múi khác. Bằng việc đầu tư ứng dụng công nghệ sản xuất tiên tiến của nước ngoài, năng suất nhiều loại cây trồng tại khu công nghệ cao hơn 4 đến 5 lần so với phương thức canh tác thông thường. Chất lượng sản phẩm cây trồng đạt các tiêu chuẩn Việt Gap, Global Gap, đem lại giá trị kinh tế cao, đưa nông sản địa phương đứng vững trên thị trường xuất khẩu. Sau hơn 10 năm thì chúng tôi đã miệt mài xây dựng thương hiệu và làm cho các sản phẩm chuối của Vinifarm nói riêng và Việt Nam nói chung là được người tiêu dùng ở các nước họ ưa chuộng, không thua kém gì so với lại chuối được sản xuất tại những cái quốc gia lớn có truyền thống khác, chẳng hạn như là Ecuador hay là Philippines. Quả chuối trồng ở đất Bình Dương nhưng nó có giá trị tương ứng với các nơi cả thế giới. Thì từ đó trái chuối của Việt Nam như chúng ta trồng trên đất Bình Dương có thể nói nó mang lại một cái lợi ích kinh tế rất là cao. Nó không phải chỉ mang lại số tiền đâu mà thể hiện niềm tự hào, niềm hạnh phúc của nông dân Việt Nam đã góp phần tạo nên một cái sản phẩm có giá trị tương ứng với các nơi trên thế giới. Ngoài khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao An Thái hoạt động trong lĩnh vực trồng trọt, trên địa bàn tỉnh Bình Dương còn có 3 khu nông nghiệp công nghệ cao hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi gồm khu chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao do Công ty Cổ phần Anova Agri Bình Dương đầu tư tại huyện Phú Giáo, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Tiến Hùng ở huyện Bắc Tân Uyên, khu chăn nuôi công nghệ cao của Công ty Ba Huân tại phường Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên. Cùng với đó, có nhiều công ty trang trại chăn nuôi tư nhân là điểm sáng trong việc áp dụng chăn nuôi công nghệ cao, như Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Emivet Feedmill Việt Nam, Công ty Cổ phần 3F Việt với tổng diện tích 568 hectare, chủ yếu chăn nuôi gà, bò sữa. Ứng dụng công nghệ vào trong cái hoạt động sản xuất kinh doanh thì rõ ràng là nó mang lại hiệu quả rất là cao. Thứ nhất là nó sẽ tạo ra cái sự sản xuất cực kỳ ổn định, cũng như là cái sự kiểm soát chất lượng của sản phẩm nó cũng sẽ cực kỳ ổn định. Nếu để con người tác động vào vận hành vào 100% thì rõ ràng mỗi người mỗi khác nhau. Nhưng nếu máy móc thì chúng ta đã có cái phần mềm nó quản lý rồi thì nó sẽ không hoàn toàn lệ thuộc vào con người mà nó vận hành hết sức trơn tru và chất lượng cũng luôn luôn đảm bảo trơn tru. Việc đổi mới sáng tạo từ các khu nông nghiệp công nghệ cao, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào trồng trọt chăn nuôi đã tạo ra sản phẩm nông nghiệp sạch, an toàn theo các tiêu chuẩn Organic, Việt Gap, Global Gap. Đây là hướng đi tất yếu trong sản xuất nông nghiệp hiện nay, khi sản phẩm nông nghiệp được nâng tầm phát triển không chỉ trong tỉnh, trong nước mà còn đứng vững trên thị trường thế giới.